Sáng ngày 30 tháng 1, tại cuộc họp ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bình, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết trường hợp nam thanh niên đi trên chuyến bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh đã dương tính. Ngành y tế ngay từ đầu đã áp dụng mọi biện pháp và đưa đi cách ly trong đêm ngày 28 tháng 1 khi bệnh nhân có các triệu chứng ho, sốt. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo khẩn tìm người đi cùng chuyến bay VN213 từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh vào 15 giờ ngày 28 tháng 1 sau khi phát hiện nam thanh niên trên có những biểu hiện nhiễm COVID-19. Nam thanh niên này quê quán tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612. Sau khi đến thành phố, trường hợp này đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly. Lịch trình ban đầu của nam thanh niên được ghi nhận sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh từ sân bay Nội Bài, người này đi taxi tới lưu trú tại nhà nghỉ Như Quỳnh, số 9, Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11. Hiện khách sạn này không được nhận thêm khách, những người tiếp xúc gần đều được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài 4 trường hợp tiếp xúc gần như nhân viên khách sạn, tài xế taxi, quán cơm, còn có 12 trường hợp tiếp xúc gần khác đang cách ly lấy mẫu, chờ kết quả. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, HCDC, đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. Riêng các trường hợp sinh sống tại TP.HCM hãy gọi số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận, huyện nơi cư trú để khai báo, được hướng dẫn cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Thông tin được công bố trong bản tin 6 giờ ngày 30 tháng 1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 ca bệnh gồm bệnh nhân 1658, địa chỉ thường trú tại thành phố Hạ Long, có liên quan đến người dương tính tại tỉnh Hải Dương, và bệnh nhân 1659, địa chỉ thường trú tại huyện Vân Đồn, có tiếp xúc với bệnh nhân 1553. Tỉnh Hải Dương có thêm 32 ca bệnh. Để tiếp tục truy vết, khoanh vùng các ổ dịch này, Bộ Y tế đề nghị những người thuộc diện sau khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, tư vấn, làm xét nghiệm COVID-19. Làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn POIUN, lô B21 khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương trong tháng 1, từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh, Hải Dương trong thời gian từ 1/1, từng đi các chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh từ ngày 15 tháng 1 đến nay, từng đi đến, về từ sân bay quốc tế Vân Đồn từ ngày 5 tháng 1. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 873 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng bệnh nhân mới trong cộng đồng tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 180 người. Chỉ trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ Hải Dương, Quảng Ninh, dịch COVID-19 đã lan sang các địa phương lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết chủng virus SARS-CoV-2 lần này biến thể, độc tính không mạnh hơn chủng cũ nhưng mức độ lây lan tăng hơn 70%. Việt Nam sắp nhận 30 triệu liều vaccine COVID-19 nhập khẩu. Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Y tế, AstraZeneca đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều trong năm 2021. Đồng thời, Bộ Y tế vẫn tiếp tục làm việc với các đối tác để có thể tăng thêm số lượng vaccine cho Việt Nam. Dự kiến trong quý 1 năm nay, vaccine của AstraZeneca sẽ có mặt Việt Nam và được tiêm cho người dân. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng chủ động, tích cực đàm phán với Pfizer, Moderna và một số nhà sản xuất vaccine khác để có thêm vaccine cho Việt Nam. Đối với vaccine trong nước, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ, sát sao và yêu cầu các đơn vị chủ động, khẩn trương triển khai việc nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và tiến hành sản xuất để sớm có vaccine phục vụ người dân. Vaccine Nanocovax do công ty Nanogen sản xuất đã hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 ngay trong đầu tháng 2 năm 2021. Gia Lai ghi nhận 2 trường hợp nghi mắc COVID-19. Sáng ngày 30 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có công điện khẩn chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 do ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phong tỏa toàn bộ trung tâm y tế huyện Yapa, xã Amazon và phường Treo Reo, thị xã Ayunpa từ 5 giờ ngày 30 tháng 1 vào tối ngày 29 tháng 1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai báo cáo trường hợp bà Tăng Thị HT, sinh năm 1982, trú tại tổ 4, phường Treo Reo, thị xã Ayunpa, đã tiếp xúc gần với bệnh nhân NTT, sinh năm 1986, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, là F0, bệnh nhân 1612. Cụ thể, ngày 17 tháng 1, bà HT đi xe về Hải Dương. Hôm sau, bà HT đi chung xe đưa dâu với bệnh nhân 1612 lên huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đến ngày 20 tháng 1, bà HT cùng chồng đi xe từ Hải Dương về Gia Lai. Trên chuyến xe này có tổng cộng 16 người, 11 người về Đắk Lắk, 5 người về Gia Lai. Đến sáng ngày 21 tháng 1, vợ chồng bà HT tới huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai rồi đón ô tô về thị xã Ayunpa. Sau khi về, bà HT đi làm bình thường ở trung tâm y tế huyện Lapa. Chồng bà HT đi dự đám cưới ở xã Imazon, huyện Yapa. Ngày 29 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai đã truy vết, lấy mẫu bà HT và những người đã tiếp xúc để xét nghiệm chẩn đoán, yêu cầu cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm đêm ngày 29 tháng 1 đã ghi nhận 2 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19. Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phong tỏa toàn bộ trung tâm y tế huyện Yapa và xã Emron, huyện Yapa và phường Treo Reo, thị xã Ayunpa từ 5 giờ sáng 30/1. Bắc Ninh, ngày đầu cách ly phòng dịch ở xã có 2 ca mắc COVID-19. Ngày 29 tháng 1, ông Trần Xuân Nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài, Bắc Ninh cho biết,
huyện đã ra chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao trong 21 ngày từ 0 giờ ngày 29 tháng 1. Xã Lâm Thao là nơi ở của bệnh nhân mắc COVID-19 số 1565 vừa được Bộ Y tế công bố. Xã Lâm Thao thực hiện cách ly theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã. Đồng thời lực lượng chức năng tổ chức truy vết các F1, F2 của bệnh nhân số 1565. Bộ Giao thông Vận tải không dừng, đỗ để đón, trả khách tại địa bàn có dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải vừa có chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục hàng không, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các địa phương thực hiện một số yêu cầu để phòng, chống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Thời gian áp dụng các biện pháp theo chỉ đạo từ 0 giờ ngày 30 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục áp dụng các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch, triển khai, phổ biến bằng nhiều hình thức các nội dung khuyến cáo đến người điều khiển phương tiện, hành khách và đặc biệt là hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng biết thực hiện đúng các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.